Thưa quý vị, một công ty Houston tung dịch vụ đưa tro cốt vật nuôi ra ngoài vũ trụ. Tính từ Houston, một công ty Houston từng hỗ trợ dịch vụ đưa tro cốt con người lên vũ trụ, hiện đang tung ra một dịch vụ tương tự dành cho những con vật cưng. Mới đây, công ty Celestic Inc. đã công bố về việc cung cấp dịch vụ đưa tro cốt vật nuôi lên không gian bắt đầu từ mùa thu năm nay. Theo phát ngôn viên của công ty là bà Pazia Schoenfeld cho biết, chi phí dành cho dịch vụ này sẽ tương đương như dịch vụ dành cho hài cốt con người, với mức khởi điểm sẽ là 995 Mỹ Kim. Celestic Pets hiện đang hợp tác với một công ty ở California là Into the Sunset Pet Transition Center để hỏa thiêu cho các vật nuôi. Trong nhiều năm qua, Celestic đã cung cấp một dịch vụ đặc biệt để đưa tro cốt của con người lên vũ trụ và sau đó quay trở về lại trái đất. Một trong số những hành khách nổi tiếng nhất của dịch vụ này là ông Gene Roddenberry, cố tác giả của bộ phim truyền hình danh tiếng Star Trek